chào các lớp. Video này chúng ta sẽ tiếp tục làm quen với guitar nữa nha. Và đặc biệt những video của Trần Khánh dựng guitar cho người đa số là dành cho mọi người mới học đàn guitar thôi. Rồi video này tiếp theo mình sẽ học các hợp âm cơ bản, nhớ là cơ bản thôi, trên đàn guitar. Tiên sẽ là hợp âm đôi trưởng ha, đôi trưởng thì các bạn chúng ta sẽ bấm như thế này, vị trí như thế nào? Đầu tiên ngón trỏ mình sẽ bấm dây hai bậc một nha, đây. Rồi ngón giữa chúng ta sẽ bấm ở dây 4 bậc 2 đây, rồi chú ý ha. Rồi tới cái ngón áp út thì các bạn sẽ bấm ở dây 5 bậc 3 đây. Cái nhìn trên cái vị trí cả nhấn nha, ok nè. Rồi sau đó khi chúng ta nhấn vô rồi, cứ khi mà nhấn hợp âm thì chúng ta nhấn cùng một lúc, một lần nhấn một lúc vô luôn, ok ha. Nhấn buông ra, nhấn một lúc vô rồi nhấn được, chúng ta phải làm như vậy. Rồi các bạn lưu ý á, là sau khi bấm rồi chúng ta sẽ đàn lại từng dây, đàn từng dây nó có kêu không, cái gì nó có kêu không, hay là nốt nào có nốt nào bị tù hay là bị tè gì không? Không có lúc nào bị tù lúc bị điếc là gì hả, bị tù. Rồi còn bị tè là như vậy, tè, ok ha. Rồi đôi trưởng nha, như vậy. Rồi với cái hợp âm này thì các bạn đánh 6 dây luôn, nha. Tiếp tục chúng ta sẽ hợp âm thứ hai khá là quan trọng đó, nếu các bạn chơi những bài hát công thứ, đó là la thứ. Rồi người ta bấm như thế nào? Hồi nãy mình bấm đôi trưởng, mình quay lại cái đôi trưởng hồi nãy đi ha. Rồi bây giờ mình chỉ cần lấy cái ngón áp út á, chúng ta không nhấn ở đó nữa mà chúng ta dời về cái vị trí của cái dây ba, chúng ta bấm ở bậc hai, dây ba bấm bậc hai là có nghĩa hai cái ngón kia vẫn giữ nguyên như vậy, hai cái ngón ngày nãy vẫn giữ nguyên vậy ha. Áp ống mình chỉ bỏ về bậc hai của dây ba như thế này, cũng là bỏ về nút lá đó, ok ha. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng cái hợp âm này, chúng ta sẽ sử dụng là chủ yếu là 5 dây. Ok ha. Đây là thứ, buông ra nhấn vô là dính liền, buông ra nhấn vô là dính liền, chúng ta phải tập như vậy chứ không phải mỗi lần bấm mà các bạn phải kiếm từng nó nha. Buông ra là nhấn vô là dính liền, ok nè. Dịch từ trước là thế. Rồi hai hợp âm đây nha. Bây giờ tiếp tục chúng ta qua hợp âm rê thứ. Rồi. Thì các bạn sẽ bấm như vậy. Ngón trỏ chúng ta bấm bậc 1 dây 1. Đây. Ngón giữa chúng ta sẽ bấm bậc 2 của dây 3. Bậc 2 của dây 3. Rồi, ngón út chúng ta sẽ bấm bậc 3 của dây 2. Rồi, phải chừng rối nha các bạn. Để các bạn nói thì các bạn cứ nhìn đây ha. Rồi ngón trỏ bấm bậc 1 dây 1, ngón giữa chúng ta sẽ bấm bậc 2 của dây 3. Dây 3 chứ không phải con dây 2 nha các bạn, dây 3 đây. Rồi cái ngón áp út chúng ta sẽ bấm bậc 3 của dây 2. Bậc 3 đây của dây 2. Rồi ba nốt như thế này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đàn thử coi nó có kêu, các nốt nó có kêu hay không. Ví dụ chú ý là hợp âm này chúng ta sẽ sử dụng 4 dây. Rê la rê ba ha, rê ba rê ba. Rồi từng nốt có nốt kêu hay không, ok kêu. Nếu có cái chỗ nào bị điếc, thông thường các sẽ bị, chúng ta hay bị điếc ở cái dây một vô, là nếu cái ngón áp út mà nhấn vô cái chỗ mà bậc ba có dây hai á, nếu mà nó vô tình nó chạm vô dây ba nó sẽ bị làm cho bị điếc dây ba, hoặc vô tình chạm xuống dây một nó sẽ bị điếc dây một.
hai vị giống vậy nè các bạn. Đó, dây mọc chúng ta sẽ bấm không kêu, tức là nó sẽ bị điếc. Vậy là mình không trúng ha. Có nghĩa là mình bấm vậy ra là nó không có chạm vô cái hai cái dây kia. Chủ yếu là cái phần đó. Băm rê thứ, đây là băm rê thứ. Ok ha. Rồi, đôi trưởng là thứ, rê thứ. Bây giờ tiếp tục chúng ta sẽ qua hợp âm mi. Mi ở đây thì mình sẽ làm quen với hợp âm, mình sẽ nói cho các bạn luôn, đó là ba hợp âm mi luôn, đó là mi trưởng, mi thứ và mi bảy. Ok, bây giờ mi nha. Đầu tiên thì chúng ta đến với hợp âm mi trưởng đi ha. Mi trưởng thì cũng rõ, các bạn sẽ nhớ dưới ba bước một đây, ngón giữa chúng ta sẽ nhấn dây 5 bậc 2, ngón áp út chúng ta sẽ nhấn dây 4 bậc 2, là đây vị trí như thế này các bạn. Các bạn tưởng tượng, nếu chúng ta chưa biết tưởng tượng bấm mi trưởng sao thì chúng ta cứ hồi nãy chúng ta cứ bấm vô hợp âm là thứ đi ha. Sau đó chúng ta tĩnh tiến, tĩnh tiến lên một giây hết, cái nào nó cũng lên một giây hết. Đây là bấm mi trưởng. Ok, hợp âm mi trưởng nha. Rồi, rồi hợp âm mi thứ thì chúng ta sẽ không nhấn cái ngón trỏ ở đây, nó sẽ là hợp âm mi thứ. Hợp âm mi thứ. Ok, rồi nếu mà mi bảy thì bây giờ chúng ta sẽ quay về hợp âm mi trưởng đi ha. Các bạn chỉ cần bỏ cái ngón giữa, bỏ ngón áp út ở cái dây thứ tư ra là chúng ta có hai vị trí này. Đây là hợp âm mi 7. Ok ha, mi trưởng nè, mi thứ thì bỏ ngón trỏ ba, còn mi 7 á thì từ mi trưởng chúng ta sẽ bỏ con áp út ở đại giữa ra. Đây là hợp âm mi 7. Và đây mình nói thêm luôn, hợp âm mi 7 nếu mà các bạn đánh muốn hay hơn nữa, cho nó màu sắc hơn nữa thì chúng ta sẽ bấm đủ bốn ngón luôn. Đầu tiên là mi trưởng, chúng ta bấm mi trưởng đủ vậy ha. Rồi chúng ta, các bạn sẽ thêm một, lấy ngón út chúng ta nhấn vô ngay chỗ vị trí là nút rế ngay chỗ dây 2 bậc 3. À, đây là bấm mi 7 mà chúng ta bấm đủ. Đặc biệt là ngay chỗ vị trí ngón út mà bấm vô cái dây 2 bậc 3 đây nè. Và phải chú ý, nó hơi khó bấm nha, hợp âm này rất là khó bấm so với những người mới bắt đầu. Đây là âm mi 7. Rồi, hợp âm mi là chúng ta ok rồi đúng không? Rồi. Rồi tiếp tục, chúng ta qua hợp âm pha trưởng. Pha trưởng thì nếu mà để đơn giản thì chúng các bạn chỉ cần bấm vậy là đơn giản nè. Lấy ngón trỏ chúng ta bấm bậc 1, dây 1, bấm luôn bậc 1, dây 2 như thế này. Ngón trỏ chúng ta phải bấm 2 dây ở bậc 1 hết, dây 1, dây 2. Rồi tiếp tục nha, ngón giữa chúng ta sẽ bấm ở bậc 2 của dây 3, đây. Rồi ngón áp út chúng ta sẽ bấm ở bậc 3 của dây 4, đây, trên đây. Và nếu như trường hợp chúng ta bấm như vậy thì chúng ta sẽ sử dụng 4 dây thôi, đó là 4, 3, 2, 1, dây 4, dây 3, dây 2, dây 1. Đây, pha trưởng. Nếu các bạn muốn bấm đầy đủ pha trưởng luôn nhưng mà nó hơi khó bấm, tại vì chúng ta phải dùng nguyên mà cái ngón trỏ này là chúng ta ngắn nguyên một bậc luôn. Sau đó các, từ cái vị trí nè, từ cái vị trí các bạn sẽ bấm như thế này, nó giống như là chúng ta bấm mi trưởng á các bạn, chúng ta sẽ di chuyển qua một bậc nữa. Rồi đó, các bạn hiểu không? Đó, như vậy đó. Đó, đây là bấm mi pha trưởng mà chúng ta bấm đầy đủ đó. Tức là ban đầu thì chúng ta bấm mi trưởng là vậy đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ dời lên, tĩnh tiến nó lên một bậc, ngang cái bậc một đây. Đây là hợp âm pha trưởng. Còn nãy mình bấm tắt đơn giản, mình không có chặn ở đây, mình chặn 2 giây ở đây thôi. Đây là cũng pha trưởng. Ban đầu chúng ta tập thì chúng ta bấm pha trưởng như vậy là đạt yêu cầu rồi. Ok, là pha trưởng nha. Rồi xong. Hợp âm tiếp theo chúng ta sẽ hợp âm là son. Hợp âm son thì hợp son sẽ hơi khó bấm nha các bạn. Đây, bây giờ từ từ nha. Ngón giữa các bạn sẽ bấm dây 5 bậc 2, đây, nút xì á,
Rồi đây ha. Rồi con áp bút chúng ta sẽ bấm dây 6 bậc 3. Rồi tiếp tục con út á, chúng ta sẽ nhấn ở dây 1 bậc 3. Đây ngay vị trí này các bạn ha, vị trí đây. Đây ok ha, có vị trí ngón vậy. Rồi đây từ nốt của nó kêu thấy không ha. Ok ha. Đây sơn trưởng. Rồi ở đây mình nói thêm cho các bạn hợp âm, một hợp âm sơn nữa đó là hợp âm sơn 7, để chúng ta sử dụng hợp âm đô trưởng khi mà chúng ta các chơi những bài hát mà tông đô trưởng á, thì chúng ta hay sử dụng cái tông mà sơn, cái hợp âm sơn 7 rất là nhiều chứ ít gì sử dụng hợp âm sơn trưởng. Các bạn hiểu nôm na là sơn trưởng thường thường dùng trong trường hợp nếu cái bài hát đó các bạn chơi tông thứ, tông la thứ, còn nếu như các bài hát là tông đô trưởng sơn, hợp âm sơn chúng ta cứ chơi sơn trưởng, mà chúng ta sẽ chơi sơn 7. Sơn 7 thì bây giờ như thế này, sơn trưởng hồi nãy các bạn biết rồi đúng không? Rồi đây là sơn trưởng nha. Bây giờ chúng ta nếu mà là chơi sơn 7 thì ở đây chúng ta không có nhấn cái nốt sơn này, chúng ta không sử dụng cái út ở đây, mà chúng ta sẽ bấm ngón trỏ, chúng ta sẽ bấm vô bậc 1 của dây 1. Đây nè các bạn, đây là âm sơn 7. Ok. Rồi chào mẹ. Rồi quay trở lại với lớp nè, vừa rồi mình có khách mua đàn cho nên mình phải tạm dừng tí xíu. Rồi nãy giờ chúng ta học có hết tổng khá là 6 hợp âm đúng không? Tức là không phải là 6, tức là mình có phân ra những cái nhỏ, nhưng mà cái chủ yếu là các bạn chú ý nè, đưa trưởng nè, ha, đưa trưởng, la thứ, rê thứ, pha trưởng, sơn trưởng. Mình có phân ra thêm cái sơn 7 và đặc biệt cái mi trưởng á, thì mình có phân ra cho mọi người là mi thứ và mi 7. Ok, nó cũng là tập mình. Rồi chủ yếu là 6 âm này, đô rê mi fa sol la. Tại sao si trong đây, si là chúng ta học âm si chúng ta ít có dùng trong những cái cơ bản lắm, cho nên mình không có cần học thêm mấy cái đó làm gì. Chúng ta có thể tham gia học thêm si bởi một cái âm nào trong đây, ở trong số những học âm này. Đó, các bạn lưu ý nè, khi mà chúng ta đánh tập hợp âm á, thì giờ nè, buông tay ra, bấm vô, buông tay ra, nhấn vô là dính. Ví dụ buông tay ra, nhấn vô là dính. Rồi buông tay ra, nhấn vô là dính. Ví dụ buông tay ra, nhấn vô là dính. Đó, mình phải như vậy. Rồi sau đó nếu mà dính nhầm, các bạn phải thử nha. Thế cái tiếng đàn mình bấm nó có kêu hay không, nó có bị điếc hay là bị tù gì hay không, hay bị rè hay không. Giờ mình bấm chưa chuẩn, ha, bấm không. Rồi. Đại khái gì vậy? Nói nữa mà thôi, để lúc sau đi. Ok mọi người nha, cũng dài rồi. Khi mà trong cái quá trình chúng ta chơi á, các bạn nhấn á thì tập á, chúng ta tập luyện á, thì các bạn cứ nhìn cái ngoài cái việc mà Trần Khánh bấm đây, thì Trần Khánh có cái thông số và có cái hình á để mọi người có thể bấm tập theo ha, cái ha. Sở dĩ mình phải nói là tại vì mình nói cái số ngón tay bấm như thế nào cho các bạn nắm. Đôi khi thí dụ bấm vậy nhưng mà có nhiều người không biết bấm, người ta bấm cái ngón khác thì lại khó cho, trở ngại cho mọi người, cho nên mình phải nói luôn cái ngón tay bấm cho các bạn nắm là như vậy đó. Chứ thực chất hợp âm thì bây giờ nhìn vô mình cũng biết cái vị trí bấm nhưng mà không biết cách bấm cái ngón tay làm sao, cho nên mình mới nói là như vậy. Cho nên các bạn theo dõi kỹ clip từ đầu tới cuối nha. Rồi có gì đăng ký kênh ủng hộ Trần Khánh nha, nhớ chia sẻ cho mọi người được học guitar cho nó vui, đặc biệt là các bạn nào muốn mua guitar hay là muốn mua organo gì ủng hộ nhạc cụ Trần Khánh á, thì các bạn cứ gọi cho số điện thoại Trần Khánh là 0772 621 622. Ok, bye bye và chúc sức khỏe mọi người.